Đình Bắc. Của ai đến từ Đình Bắc? Minh Quang. Trọng Biên, Đình Bắc ơi! 1-0 dành cho cao thủ bên phía ông Linh Hà Tĩnh. Và tôi đã nói Đình Bắc là linh hồn của U21 ông Linh Hà Tĩnh. Điều đó quả thực sự là không sai. Một cú ra chân hoàn hảo. Tèo cũng như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, nếu có được chiến thắng trong trận đấu này thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ xếp trên Gia Định ở trên bảng xếp hạng. Và có những toan tính đối với các ban huấn luyện của cả hai bên khi để thực hiện quả phạt góc này cho các cầu thủ U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Bóng bổng đánh đầu, bóng vẫn còn cho các cầu thủ áo hồng. Tình huống xoay sở là khá hay. Người đang có bóng có vẻ như là Đình Bắc. Đưa bóng vào. Cơ hội đây rồi. Không được. Đã có tình huống bọc lót. Chuyển chéo sân là khá hay. Và cơ hội được mở ra dành cho vị trí của Văn Hiến. Được chuyển. Đưa bóng vào. Không được. Tình huống phát động phản công nhanh tới từ phía cao thủ Gia Định cũng không thành công. Tuy nhiên trong ít phút vừa qua thì các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh họ đã tìm ra được những phương án tấn công. Đó là bình lòng biên phải. Dứt điểm. Rất nguy hiểm. Một tình huống tạt bóng tới từ Văn Hiến. Bình lòng biên phải. Người có cú dứt điểm vừa rồi đó là Tiến Dũng. Xuân Thìn. Vẫn chưa có những tình huống đột biến tới từ hàng tiền vệ của cao thủ áo hồng. Xuân Thìn. Bóng chủ yếu được luân chuyển ở phần sân của cao thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đó là đường chuyền lỗi. Đá ngay tới từ các cầu thủ áo vàng. Tuy nhiên chơi bóng cảnh giác. Tiếp tục là Đình Bắc. Đường chuyền này của Đình Bắc ơi. Một tới cơ. Vẫn không được. Một cú ra chân hơi thiếu chính xác đến từ số 28 Lê Lộc, cầu thủ vào sân này người. Rõ ràng một lần nữa chúng ta thấy được, chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Lê Lộc có nhiều giải pháp hơn. Nếu như đó là một đường chuyền thì cơ hội sẽ sáng nước hơn rất nhiều cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đường chuyền của Văn Hoành. Rất tốt. Đình Bắc. Của ai đến từ Đình Bắc? Minh Quang. Trọng Biên, Đình Bắc ơi! 1-0 dành cho cao thủ bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Và tôi đã nói Đình Bắc là linh hồn của U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Điều đó quả thực sự là không sai. Một cú ra chân hoàn hảo. Bàn thắng thứ hai của Đình Bắc tại U21 Quốc gia trên cúp báo thanh niên năm nay. Quá cảm xúc. Và người kiến tạo là Minh Quang. Một lần nữa thì Minh Quang và Đình Bắc lại gặp nhau. Một màn đáp lễ của Minh Quang khi mà Đình Bắc là người đem về quả đá penalty giúp cho Minh Quang có bàn thắng. Còn đây là pha chuyền bóng cực kỳ hay đến từ Minh Quang để mở ra một cánh cửa lớn giúp cho cao thủ bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có 6 điểm sau 3 trận. Để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh họ có thể ám chọn 3 điểm tại lượt trận cuối cùng của bảng C. Qua đó góp mặt tại vòng tứ kết. Đường chuyền dài dành cho cao thủ bên phía Gia Định và hết rồi. Như vậy là tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài ông Phúc Hoàn cũng đã chính thức vang lên. Xin chúc mừng U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, họ giành chiến thắng thứ hai tại khu vực bảng C và xuất sắc giành tấm vé tiến vào vòng tứ kết.